Tử Vi tuần mới từ ngày 27 tháng 3 đến 2 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 6 tháng 2 đến 12 tháng 2 năm 2023 âm lịch giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi mỗi ngày. .vn 1 tuổi tí tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023 nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi tí dồn dập vào đầu tuần. Bản mệnh thường bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ. Khiến công việc có dấu hiệu bị trứng lại. May mắn là đến khoảng thời gian cuối tuần, chính ấn và thiên ấn đem tới cho bạn cơ hội khẳng định sự đúng đắn của bản thân. Khiến những người phản đối phải suy nghĩ lại phương diện tài lộc chưa có gì khởi sắc chủ yếu cũng là do công việc không mấy thuận lợi khoảng thời gian này chỉ có người làm nghề tự do được thực thần chiếu mệnh là có túi tiền khá rủng rỉnh nếu là người làm công ăn lương bạn nên tiếp tục nhắc nhở mình cố gắng hơn thái âm sẽ giúp người độc thân phát triển được nhân duyên tốt lành bạn được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hãy thử trò chuyện cởi mở với đối phương xem sao. Có thể bạn sẽ gặp được người phù hợp. Với những người đã lập gia đình thì tuần này mâu thuẫn xuất hiện khá thường xuyên. Dường như bạn và người ấy đều lên tiếng trách móc đối phương mà lại không một lần thử đặt mình vào vị trí của người ấy. Tình trạng hiện tại khiến cả hai đều cảm thấy chán nản và mệt mỏi. 2 tuổi sửu nhìn chung tuần này là một tuần khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi sửu chính ấn và thiên ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên khiến nhiều người kính nể tuy nhiên bạn chớ nên hoanh hoang mâu thuẫn với người làm lãnh đạo phương diện tài lộc khá sáng sủa khi có cả chính tài và thiên tài chiếu mệnh như vậy có nghĩa là bên ngoài khoản thu nhập ổn định do công việc mang lại. Bạn còn dư giả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy một số người sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên, càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và cổ vũ mình vươn lên nhé chuyện tình cảm tương đối ổn định dù nhưng mâu thuẫn giữa vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra may mắn là cả hai đều biết kiềm chế cơn nóng giận của mình nên không đấy những trận cãi vã lên cao hai người đã dần một trưởng thành và dung hòa trong mối quan hệ ba tuổi dần sự nghiệp của người tuổi dần tiến triển khá suôn sẻ vào đầu tuần, xong đến cuối tuần thì rắc rối lại ập đến bất chợt. Bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Không ai chịu nhượng bộ khi đứng trước lợi ích. Bạn cần chú ý cách hành xử kẻo làm xấu hình ảnh của bản thân. Tình hình tài lộc có nhiều điểm sáng rực rỡ. Cho dù bạn làm công việc gì cũng có cơ hội thu được một khoản kha khá người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ nên đi trước đối thủ một bước khiến tiền tài đổ ảo ảo về túi. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Vì thế, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần bất cứ ai giới thiệu hãy mạnh dạn kéo gần khoảng cách với đối phương nhé chuyện vợ chồng có điểm sáng vào đầu tuần nhưng cuối tuần thì những mâu thuẫn liên tục xuất hiện bạn và người ấy có những quan điểm quá khác nhau trong lĩnh vực cơm áo gạo tiền nuôi dạy con cái nếu không ai chịu lùi một bước thì chiến tranh lạnh sẽ nổ ra 4. Tuổi mão người tuổi mão sẽ phải đấu tranh với cấp trên nếu muốn công sức của mình được ghi nhận trong tuần này. Nếu thấy cấp trên đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn cần đứng lên phản biện chứ chớ nên lẳng lặng giữ những điều bất mãn ở trong lòng. Tình hình tài chính khá rực rỡ đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Bạn nhận được nhiều đơn hàng hợp đồng đến từ khách hàng đối tác đem lại nguồn lợi lớn lao cho chính bản thân và tập thể người làm lãnh đạo có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp mọi người có hướng đi mới để phát triển bói tử vi online thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông hãy luôn tuân thủ các quy tắc an toàn không nên lái xe hoặc vận hành máy móc khi cơ thể đang mệt mỏi tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc chuyện tình duyên không có nhiều điểm nổi bật bởi có vẻ bạn vẫn còn e rè khi tiếp cận với người mà mình thầm mến tuy nhiên bạn có nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì người ấy sẽ đến với người khác trước không hãy mạnh dạn hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương nhé Nam, tuổi thìn tuần này là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp trong chuyện tình cảm sao bách việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón tuy nhiên càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm chớ nên vội vàng tin theo lời đường mật của người chưa quen biết hãy tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình với các cặp vợ chồng tình cảm đôi bên càng lúc càng đầm ấm bởi hai người luôn tin tưởng và quan tâm chăm sóc cho nhau cả hai luôn san sẻ tâm sự những khó khăn mình gặp phải trong cuộc sống để cùng giúp đỡ nhau vượt qua sáu tuổi tị tuần này là một tuần sự nghiệp hung cắt đan sen đối với người tuổi tị vì thế làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận tránh nghe theo lời rủ dê một chiều rồi cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân hãy luôn giữ vững những quan điểm và định hướng của mình phương diện tài lộc rực sáng vào thời điểm giữa tuần bạn tìm được nhiều mối làm ăn có giá trị thu lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng ngoài ra bạn còn được quý nhân tương trợ giúp khắc phục những khó khăn trước đó khiến nhiều khoản đầu tư nằm im giờ dần đem lại kết quả tích cực Tuy nhiên, sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống của mình. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm khám chữa trước khi quá muộn. Những mâu thuẫn triền miên khiến cả bạn và người ấy đều cảm thấy mệt mỏi trong tuần này. Bạn dễ tin theo lời của người ngoài rồi dồn hết sự bất mãn cho nửa kia. Dường như mối quan hệ của hai người đang thiếu sự tin tưởng, nếu không khắc phục thì tan vỡ là chuyện sớm muộn. 7. Tuổi ngọ người tuổi ngọ cần chú trọng đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao trong tuần này, chớ nên gây mâu thuẫn với người khác vì tính tình nóng nảy. Khi có điều không như ý muốn xảy ra, bạn cần bình tĩnh dừng lại suy xét vấn đề, không nên tìm cách đổ lỗi cho người này người khác phương diện tài lộc khá ổn định và có dấu hiệu tăng tiến nhẹ đặc biệt nếu bạn chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm thì nay bạn đã thu được thành quả xứng đáng con giáp này khẳng định được uy tín của mình nên ngày càng có nhiều khách hàng đối tác tìm đến sao thiên đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đừng chùn bước vì những khó khăn chưa biết chưa. Quan hệ giữa bạn và nửa kia thì lại khá tẻ nhạt. Có lẽ là do đôi bên đều đang quá bận rộn với những công việc riêng của mình. Tuy nhiên, mỗi ngày hai người đều nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định để ở bên nhau, trò chuyện và giúp đỡ nhau. 8 tuổi mùi người tuổi mùi gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tuần này quý nhân xuất hiện cho thể chỉ cho bạn một hướng phát triển mới nhanh chóng hơn trong khi đó bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng sẵn sàng tạo điều kiện để bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần bởi các khoản đầu tư trước đó của bạn đã dần thu được lợi nhuận hãy tin tưởng hơn nữa vào định hướng của mình và thử dấn bước thực hiện bạn không nên quá phụ thuộc vào những lời thúc đẩy hoặc cổ vũ của người ngoài tuy nhiên bạch hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông rèn luyện thân thể nâng cao sức đề kháng để phòng tránh bệnh tật đặc biệt là trong khoảng thời gian này chuyện tình cảm khá đáng mừng khi người độc thân đã dần chủ động hơn trong việc chuyện trò với người lạ bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về các mối quan hệ và sẵn sàng cho những người thật lòng nghiêm túc cơ hội được hiểu rõ hơn về mình chín tuổi thân một vài khó khăn xuất hiện vào đầu tuần sẽ không đem tới rắc rối nào quá lớn cho người tuổi thân Ngược lại, càng trải qua khó khăn, bạn càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến trước. Cuối tuần, phương diện tài lộc có khởi sắc hơn. Đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái. Còn nếu là người làm ăn, bạn nên tìm cách đổi mới phương thức hoạt động của mình để thu hút thêm khách hàng. Không nên đi mãi theo một lối mòn quen thuộc để đối thủ vượt qua. Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân. Luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp, chắc chắn sẽ có một ngày bạn gặt hái thành công. Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yếu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương bạn cho rằng một khi mình đã trở thành một người xuất sắc thì xung quanh tự khắc sẽ có vệ tinh xung quanh không cần mất công tìm kiếm 10 tuổi dậu tử vi hàng tuần 12 con giáp người tuổi dậu không thể tránh khỏi khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này hãy tự cổ vũ bản thân để không bỏ cuộc giữa trường khiến những công lao từ trước đến nay đổ sông đổ bể hãy bình tĩnh để phân tích vấn đề tìm ra lỗi sai từ đó mới có hướng khắc phục để vượt qua phương diện tài lộc cũng không có quá nhiều điểm sáng bạn thường vướng phải sự cạnh tranh khá kịch liệt của bạn bè đối tác khiến các kế hoạch tiến triển chậm chạp hãy luôn cẩn thận trong các hoạt động ký kết hợp tác kẻo gây ra lỗi sai to lớn khó có thể khắc phục khoản tiền trong tay đã không dư giả lại còn chẳng giữ được lâu đại hao cho thấy bạn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết vì thế bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn nếu kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu thì không thể nào bạn có một cuộc sống dư giả được chuyện tình cảm cũng không được ổn định hôm trước hai người còn vui vẻ với nhau mà hôm sau đã trở mặt cãi cọ có lẽ cả hai vẫn còn quá trẻ tuổi hoặc ích kỷ nên không biết phải cư xử thế nào mới là đúng đắn hãy nghe lời khuyên của mọi người để rút kinh nghiệm cho mình mười một tuổi tuất người tuổi tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ một tuần cực kỳ may mắn phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực thái độ chăm chỉ cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến. Tiếp nối tử vi tuần trước. Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu tiểu hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bạn có đang dùng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà đồ dùng mua về chưa chắc đã có tính ứng dụng cao. Chuyện tình cảm cũng ngày càng khởi sắc khi người độc thân đã bước ra khỏi cái bóng của quá khứ và đón nhận tình cảm của những người chân thành với mình. Qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, nếu cảm thấy hợp nhau, hai người có thể tính tới chuyện xa xôi hơn. 12. Tuổi hợi khó khăn và cơ hội sẽ song hành với người tuổi hợi trong tuần này, vì thế bạn cần nhắc nhở mình cố gắng hết sức chớ bỏ cuộc giữa trường. Cấp trên gây khó dễ cho bạn nhưng cũng tạo cơ hội cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, không còn đi theo lối mòn trước đó tiếc rằng phương diện tài lộc lại không mấy lạc quan vì chỉ có thực thần chiếu mệnh vào đầu tuần có lẽ bạn cần phải nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng không nên dễ dàng hài lòng với thực tại nếu bây giờ bạn không bứt phá vươn lên thì rất có thể đối thủ sẽ nhân cơ hội vượt qua đấy sao xấu ngũ quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình dập tìm cách ném đã giấu tay khiến công việc tiến triển khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi và dịch bệnh hoành hành như hiện tại. Chuyện tình cảm cũng là một dấu trầm buồn khi quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách hơn. Hãy chú ý đến điểm báo kẻ thứ ba xuất hiện trong tuần này. Có lẽ hai người thực sự cần ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, chân thành với nhau, không để sai lầm có cơ hội xảy ra.